gợi ý một cái món quà cực kỳ ý nghĩa dành tặng cho ông bà, cha mẹ trong dịp Tết này. Xin chia sẻ với mấy bà, đây là sữa bột Elin nha. Và cái em này thì cha với mẹ mình cũng đang uống luôn á cả nhà. Ở nhà thì cũng đang còn một hộp 800g nữa. Nhưng mà hôm bữa tình cờ lướt tốt tốt của thấy ở bên hãng người ta like, mình thấy có hộp giấy 1,2 nữa nè. Mình thấy hồi với lại tiện quá cho nên nó là bút về luôn. Và cái loại mà mình bút về là Elin Gold 3X nha cả nhà. Lưu ý giùm tôi là loại này chỉ dành cho người lớn trên 40 tuổi thôi nha mấy bạn. Và cái công dụng chính của em này là sẽ giúp hỗ trợ xương khớp nha cả nhà. Giúp cho cơ chắc nè, xương khỏe và khớp linh hoạt nha. Ngoài ra thì sữa còn bổ sung một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nữa. Và trong một túi như vậy thì sẽ có hai gói nhỏ nha cả nhà. Và mỗi một gói như vậy thì sẽ có trọng lượng là 600g nha. Sữa Elin thì mình thấy ở bên hãng người ta có nhiều dòng lắm á cả nhà. Ví dụ như mà bà nào mà muốn chọn sữa để tốt cho xương khớp thì có thể chọn loại 3X và 5X nha. Cả hai loại thì đều dành cho người lớn trên 40 tuổi. Cái loại 3X thì cô chú nào cũng uống được hết á. Còn ví dụ như mà cô chú nào mà đang bị bệnh về tiểu đường nè thì có thể chọn loại 5X nha. Cái công dụng của hai em này thì cũng giống như nhau á, là hỗ trợ cho xương khớp, nhưng mà chỉ khác một điều là cái loại 5X thì sẽ ít ngọt và ít béo hơn. Còn bà nào mà muốn chọn sữa mà mục đích là để bổ sung chất dinh dưỡng thì có thể chọn loại là Elin Total 10 nha. Và mình thấy là ở trên TikTok shop hạt dẻ hơn là ở ngoài nhiều lắm á cả nhà ơi, cho nên đó là mấy bạn có thể tham khảo nha. Cái hộp thiết này là hồi lúc tôi bút về là hộp 800g á cả nhà. Bữa nay thì uống hết rồi cho nên đó là tôi sang từ hộp giấy này qua nè. Cái túi này thì có trọng lượng là 600g cho nên đó là khi cho vào sẽ hơi lưng nha mấy bạn.